Màu sắc thiên nhiên, máu động vật vẽ nguệch ngoạc lên những tảng đá trong hang động, khắc lên những bức tường trong kim tự tháp. Có những tờ giấy đầu tiên được sinh ra được viết bằng mực trên bút lông của những người Trung Hoa. Ai đã là người phát minh ra con chữ đầu tiên? Ai là người phát minh ra những mảnh giấy đầu tiên? Những sự tranh cãi này không chỉ nổ ra ở thời kỳ cổ đại, trung đại, cận đại, mà thậm chí ở cả thời điểm hiện tại của chúng ta. Ở thời hiện đại, với sự phát triển chóng mặt của khoa học công nghệ thì người ta không còn quan tâm quá nhiều là ai là người đầu tiên nữa. Chúng ta dường như đang quan tâm hơn đến việc phát triển chung của thế giới và cá nhân hóa hơn là việc phát triển của mỗi người trong quá trình ghi chép và ghi lại những kiến thức. Có người nói rằng là sẽ sử dụng giấy bút thì nhớ tốt hơn. Có người nói rằng họ chỉ cần 10 ngón tay của mình bên cạnh một chiếc laptop để ghi lại toàn bộ những gì mà giáo sư nói ở trên bục giảng. Thậm chí đã có những vị giáo sư cấm cho sinh viên của mình sử dụng máy tính trong giờ bởi vì họ tin rằng cái việc sinh viên của mình có thể dùng bút và ghi lại trên những trang giấy sẽ giúp cho họ nhớ được kiến thức hơn bao giờ hết. Với sự phát triển của khoa học công nghệ và đặc biệt trong đó là AI, mình nghĩ rằng những sự tranh cãi này nên đi đến một hồi kết. Chúng ta không còn phải tranh cãi rằng viết thì sẽ nhớ nhanh hơn hay là gõ thì sẽ nhớ nhanh hơn khi chúng ta có thể tổng hợp tất cả chúng trên những tờ giấy. Và đến thời điểm bây giờ, mình nghĩ rằng chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng những chiếc máy tính bảng như thế này để thay thế cho những tờ giấy. Tuy nhiên, mình đã từng nói với các bạn về những sự hạn chế ở trên những chiếc máy tính bảng trước đó. Với những chiếc máy tính bảng Android không quá giá trị, thì những công nghệ chúng ta được tích hợp vào đây là rất yếu. Nếu có sử dụng những chiếc bút stylus thì đôi khi chúng ta có tì tay lên máy, nó cũng sẽ không thể nhận diện ra 100%. Và đôi khi có những chiếc máy hoàn toàn không hỗ trợ bút stylus của riêng họ, mà chỉ hỗ trợ những chiếc bút chung mà thôi. Và bởi vậy, khi không có được những chiếc bút nằm trong hệ sinh thái thì rất khó cho các bạn để có thể viết vẽ được giống như một tờ giấy. Và bởi vậy nên mình muốn nói về GoodNotes. Nó có thể giúp cho những chiếc máy tính bảng trở thành những tờ giấy ở thời điểm hiện tại, để thay thế cho những phiến đá, thay thế cho những mảnh tường, hay là thay thế cho những tờ giấy sơ khai ở thời kỳ cổ đại. Thì mình nghĩ rằng bây giờ chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng những thứ này để ghi lại lịch sử con người hiện đại cho con cháu về sau này. Vậy thì GoodNotes có thể làm được điều gì? Tạm thời đồng tình với mình rằng cái cách để chúng ta có thể nhớ và ghi chú, lưu lại kiến thức một cách nhanh nhất đó là sự tổng hòa của việc vừa viết, vừa vẽ, vừa gõ vào bàn phím, vừa lên mạng tìm tài liệu, và thậm chí đến bây giờ chúng ta có thể lưu cả hình ảnh chụp hay là hình ghi âm và trực tiếp cái máy, trực tiếp những cái trang note của chúng ta. Trước đây chúng ta thường có những cuốn journal, các bạn có thể ghi chép lại đây, kẹp lại những cái lá phong, kẹp lại những cánh hoa và thậm chí kẹp lại cả những cánh bướm nữa. Đó là cái cách để chúng ta có thể lưu trữ kỷ niệm một cách tuyệt vời nhất. Và đến thời điểm bây giờ thì chúng ta hoàn toàn có thể làm tất cả điều đó trên đây. Mình ôn thi đại học ở một lò là lò Chùa Bộc. Ở trong môn văn, thầy Hưởng của mình thì thường chia sẻ rằng thầy muốn học sinh của mình có những cái thiết bị ghi âm. Nhưng đến thời điểm bây giờ mình mới nhận ra rằng điều này nó bất tiện làm sao. Bởi vì quá trình biên soạn lại những lời thầy nói thông qua những bản ghi âm nó quá là lâu. Đến thời điểm hiện tại, chúng ta hoàn toàn có thể làm điều này trên một chiếc máy tính bảng ở trong một trang ghi chú GoodNotes. Song song với quá trình mà các bạn viết, để cho đề tài của chúng ta thêm sinh động, chúng ta hoàn toàn hãy bỏ vào đây những phần ảnh hoặc là chụp màn hình. Hay là các bạn có thể ghi lại trực tiếp lời của giáo sư nói trên bảng bằng cách sử dụng công cụ là micro. Sau khi các bạn đã ghi chú lại vào micro ở đây, thì các bạn chỉ cần kéo thả những phần âm thanh mà các bạn đã ghi lại trực tiếp vào trong cái ghi chú của mình. Nhắc lại các bạn một lần nữa là GoodNotes hoạt động trên chiếc iPad. Tuy vậy thì không phải tất cả các dòng máy tính bảng Android đều hỗ trợ nha. Và bởi vậy nên là nếu như các bạn có sử dụng GoodNotes thì tốt nhất là hãy tham khảo những cái dòng iPad. Ví dụ như mình đang dùng ở đây là iPad Pro 12.9 hoặc là nhiều dòng sản phẩm iPad khác mức giá rẻ nhất loanh quanh là những chiếc iPad Gen 9 vẫn còn được bán chính hãng. Mình sẽ để đường link đến với Di Động Việt để các bạn có thể tham khảo thêm ở trong phần comment cũng như phần mô tả nha. Mình đã từng nhớ là mình đã khổ sở như thế nào về việc là thiếu bút khi mà đi học. Đối thời điểm bây giờ với những ứng dụng như là GoodNotes 6 thì mình nghĩ là mình hoàn toàn có thể say goodbye với những cái hộp bút rất là nhiều màu sắc và rất là tốn những cái dung lượng ở trong cặp của mình. Tuy nhiên với GoodNotes 6 không chỉ trên iPad mà trên cả những chiếc máy tính bảng Samsung thì các bạn hoàn toàn để tích hợp tất cả những tính năng đó thông qua một chiếc bút bất kỳ. Cái điểm hay của việc các bạn sử dụng bút nhấn dòng trên GoodNotes, phần mềm sẽ tự động nhận diện ra chữ và đẩy mạnh thêm cái nét chữ của chúng ta, làm cho nó đậm đà hơn. Đây chính xác là nhấn dòng, chứ đôi khi ngày xưa mà mình sử dụng bút nhấn dòng ấy thì nó còn làm mờ và nhòe đi mất cái chữ mà các bạn đã vừa viết ra. Hay nếu các bạn muốn xóa gì đi thì đơn giản các bạn chỉ cần sử dụng cái bút bình thường
hướng này thôi. Sau đó chỉ cần nguệch ngoạc và tô đè lên những cái phần viết mà chúng ta đã viết ra là con chữ nó sẽ biến mất. Cá nhân mình không nhận mình là người học giỏi, nhưng mình nhận là mình là người rất tỉ mỉ. Và đôi khi là mình phải xé cả trang vở bởi vì cái trang đó mình ghi quá là xấu. Và bởi vì các bạn viết bút bằng mực, thế nên là cái việc các bạn có thể viết lại cho nó đẹp hơn rất là khó, chỉ có viết lại từ đầu mà thôi. Cái điều này thì nó đã hoàn toàn được thay đổi với những ứng dụng ghi chú như là GoodNotes. Các bạn có thể sử dụng cái công cụ Lazo Tool thế này. Với những cái dòng được cách ra hơi xa để nó khiến cho tổng thể cái văn bản các bạn bị xấu hơn ấy. Cái dòng nào nó bị quá xa thì sau khi sử dụng ứng dụng Lazo Tool thì các bạn có thể đẩy nó cao hơn một chút. Hay thậm chí là các bạn có thể thay đổi được cả màu sắc của những con chữ mà các bạn đã viết ra. Thì từ đó thì những cái văn bản các bạn đã viết ra thông qua chữ viết bằng tay, nó sẽ được sắp xếp lại một cách khoa học và dễ nhìn hơn rất là nhiều, tùy theo ý của các bạn. Đấy là mới chỉ nói về cái cách mà chúng ta viết bút mà thôi. Còn những cuốn sổ thì sao? Ngày xưa mình còn nhớ là mình từng đưa bạn gái cũ của mình đi rất là nhiều những nơi để mua những cuốn planner. Và mình thấy rằng nó thực sự rất là tốn tiền, vài trăm ngàn một cuốn sổ. Tuy nhiên với những cuốn sổ digital, những cuốn sổ số thế này, thì các bạn hoàn toàn có thể thay đổi những cái trang giấy của chúng ta bên trong. Ví dụ trang 1, trang 2, trang 3 thì đều đang là sổ ô ly. Đến trang thứ 4 mà mình muốn thay đổi thành một cái trang giấy khác thì mình hoàn toàn có thể chỉnh sửa bằng cách là bấm vào phần 3 chấm, sau đó đi đến phần đổi mẫu giấy. Ở đây có vô cùng nhiều mẫu giấy cho mình, giấy dấu chấm, kẻ ngang hẹp, kẻ ngang rộng, hay thậm chí có thể trơn, hoặc thậm chí là mình có thể sử dụng cái mẫu giấy căn lề, giống như cái việc là ngày xưa thầy cô giáo chấm cho các bạn này, 10 đúng không? Và để cho cái thao tác ghi chú các bạn nó được dễ dàng, nó thoải mái hơn thì các bạn hoàn toàn để sử dụng những cái chiếc bút rẻ tiền mà thôi. Với những dòng chữ quá là nhỏ thì các bạn hoàn toàn để sử dụng cái công cụ là zoom. Sau khi các bạn zoom vào thì các bạn hoàn toàn chỉnh sửa những cái dòng chữ của chúng ta một cách dễ dàng hơn, ở những cái mức độ chi tiết cao hơn. Và các bạn lưu ý rằng tất cả những con chữ được viết ra trên GoodNotes thì nó đều là sử dụng theo vector chứ nó không phải là vẽ lại theo pixel. Vậy nên là các bạn có zoom vào thế nào thì những con chữ các bạn cũng sẽ không bị mất nét. Có một thứ mà mình cảm thấy là GoodNotes nó làm tốt hơn những cái ứng dụng ghi chú ở thời điểm bây giờ ấy, đó là cái việc nó kết hợp giữa viết, vẽ và những ứng dụng multimedia bao gồm hình ảnh và âm thanh, nó được rất liền lạc. Các bạn còn nhớ cái ví dụ về cái ứng dụng ghi chú hôm trước của mình không? Trong quá trình mình viết nha, nếu như mình muốn vẽ minh họa một cái gì đấy thì nó sẽ không thể nào được viết ngay cạnh những cái dòng chữ mình đang viết được. Nó sẽ nhận diện tách biệt chữ và hình, có nghĩa là các bạn không thể nào mà vẽ hình minh họa ngay cạnh những dòng chữ của mình được. Trên GoodNotes thì các bạn cứ tưởng tượng ở trên giấy như thế nào thì ở trên đây nó như thế, các bạn muốn làm gì trên giấy cũng được. Để nói về ứng dụng GoodNotes này, nếu mà chỉ nói về những vấn đề như vậy thôi thì có lẽ là những đời GoodNotes trước thì chúng ta đã từng làm được điều đó rồi. 2011 thì họ giới thiệu cái đời GoodNotes một đầu tiên trên iPad. 2015 thì chúng ta có cái sự ra mắt của Apple Pencil. Và đến bây giờ thì họ đã có GoodNotes 6. Chỉ với 2 triệu người dùng từ những năm 2019 thì đến bây giờ người ta đã có 20 triệu người dùng rồi. Đến tận với GoodNotes 6 thì mình mới thấy rằng chúng ta đã có những sự thay đổi để quá trình ghi chú của chúng ta nó thật sự được làm nên một cuộc cách mạng hơn. Đó là những sự ứng dụng của AI trong đây. Nhưng mà trước khi mà nói về AI thì với GoodNotes 6 các bạn hoàn toàn có thể quản lý file của mình thông qua những cái trang folder. Nhìn nó y hệt như là những cái ứng dụng quản lý tệp của Android hay là của iOS và thậm chí là của MacBook vậy. Mà các bạn đã quên mất rằng trong thời điểm quá khứ khi các bạn đi học ấy, thì cái cách các bạn nhớ ra quyển vở của mình nó là gì không? Lấy cho ta quyển vở vàng, quyển vở văn, lấy cho tao quyển vở xanh, vở toán của tao ấy. Và bởi vậy trong những cái phần thư viện tài liệu của GoodNotes thì họ cũng sẽ quản lý những cái tệp tài liệu của các bạn tương tự như vậy mà thôi. Hoặc là chúng ta cũng sẽ có những lựa chọn để các bạn có thể mua thêm những cái loại bìa khác nhau, những cái planner khác nhau, những mảnh giấy khác nhau khi mà GoodNotes tích hợp AI vào. Thứ nhất, trong quá trình các bạn viết, nếu chẳng may các bạn có một cái từ nào đó bị sai chính tả thì sẽ có một cái phần đánh dấu chính tả y hệt như là các bạn gõ vậy. Ứng dụng GoodNotes sẽ sử dụng AI để bắt chước lại cái nét bút của các bạn để sửa lại những cái phần chữ mà các bạn đã viết sai chính tả. Nó sẽ không thực sự quá phù hợp cho những người mà có lối viết tắt hoặc là viết tốc ký. Bởi vì ví dụ như mình thường viết chữ Việt Nam như thế này thì nó sẽ không nhận diện ra đây là chữ Việt Nam mà nó lại nhận diện ra đây là chữ German. Hoặc là những cái thương hiệu như là Redmi này, Poco này thì họ đều chưa nhận ra được nó và các bạn bắt buộc sẽ phải thêm vào từ điển. Ví dụ như là thêm chữ Poco. Tuy nhiên cái điểm thông minh ở đây đó là nó hoàn toàn thể học được theo những cách viết của các bạn. Và mình thấy rằng là cái nét bút này nó không thực sự giống với nét bút các bạn đâu. Nó là những con AI thường xuyên học tập
thì dần dần nó mới có thể làm giống với cái nét bút của bạn. Con AI này nó sẽ chỉ nằm trên máy tính bảng các bạn mà thôi. Nó là bảo mật đầu cuối. Vậy nên là nếu như các bạn có reset chiếc máy tính này thì nó sẽ quên hết tất cả mọi thứ. Hoặc là nếu các bạn đang dùng một chiếc iPad này kèm với một chiếc Samsung Galaxy Tab khác thì con Galaxy Tab nó sẽ học một kiểu và cái máy tính này nó sẽ học một kiểu. Để tránh những vấn đề liên quan đến pháp lý, chữ ký hoặc là nét chữ của mỗi người không có thể nào bị nhái được. Không chỉ vậy, trong quá trình các bạn take note thì nó cũng sẽ có cả một phần tiên đoán cho các bạn. Giống như các bạn đang sử dụng email ấy, khi các bạn viết mail thì các bạn chỉ cần viết một dòng thôi thì AI nó sẽ đoán ra những dòng còn lại. Tuy nhiên, quay trở lại vấn đề phía trên ấy, tại sao mà mình nói đây mới chỉ là một cái viên gạch để tạo nên nền móng của việc chúng ta có thể thay đổi cách ghi chú trong tương lai như thế nào? Tuy nhiên, vấn đề ở đây đó là những con AI này nó mới chỉ nằm ở cái việc là hỗ trợ tốt cho chúng ta trong quá trình sử dụng nhanh hơn mà thôi. Thứ nhất là bởi vì nó hoàn toàn chưa hỗ trợ tiếng Việt, chúng ta phải chờ một thời gian nữa. Mặc dù ở trên iPad thì khi các bạn Scribble nó nhận ra tiếng Việt rồi, nhưng mà trên GoodNotes thì nó hoàn toàn không làm được điều đó, bởi vì nó sử dụng những cái nền tảng riêng tách biệt so với những cái bàn phím ở trên iPad và cả trên những chiếc Galaxy Tab. Thứ hai đó là nếu các bạn tưởng tượng ra một cái viễn cảnh, cái con AI trên GoodNotes này nó đã có thể học được 100% cái cách viết của một người dùng nào đó rồi. Nếu như ai đó muốn giả chữ của một ai đó thì chỉ cần viết sai chính tả và sau đó sẽ chờ cho con AI tự động đề xuất để sửa lại sao cho cái nét chữ nó giống với người khổ chủ của chiếc máy tính bảng này. Lúc đó các bạn có thấy nguy hiểm hay không? Và bởi vậy nên là tất cả những công nghệ này ở thời điểm hiện tại, mình nghĩ rằng GoodNotes hay bất cứ ai cũng chỉ nên gói gọn ở trong cái việc là ghi chú cá nhân mà thôi. Sau này, những cách thức viết mà liên quan đến AI và chỉnh sửa được trực tiếp trên đây nó được rộng rãi công nhận thì cần phải có những bộ ứng dụng để phát hiện sự gian lận, hoặc là cần phải có những ứng dụng được tích hợp với chữ ký số chẳng hạn, để nếu mà người ta có nhái được chữ ký thì bắt buộc phải có bảo mật sinh chắc thì có thể nhái được 100%. Nói thêm về AI, ứng dụng GoodNotes này nó sẽ không chỉ gói gọn ở trong trí thông minh nhân tạo mà tất nhiên là nó sẽ có cả người trợ giúp trên đây nữa. GoodNotes trực tiếp làm việc với các tổ chức để các bạn có thể viết những cái bài SAT vào đây. Khi các bạn bấm vào cái phần giáo dục này, các bạn sẽ có cái phần ôn thi tương tác hoặc là những cái đề HKDSE thì các bạn chỉ cần viết vào đây. Sau đó trên đây sẽ có những con AI hỗ trợ giải toán chẳng hạn. Các bạn có thể chọn cái phần ôn tập như này. Các bạn có thể viết những cái phần bài giải của mình ngay phía bên dưới và sau đó thì AI nó sẽ tự động có thể nhận diện ra được đề giải của các bạn và nó sẽ chữa ngay trực tiếp trên đây. Thì đây cũng là một cách thức ôn tập rất là tốt. Tuy nhiên, nó lại dấy ra một vấn đề nữa liên quan đến AI, đó là nếu như mà các bạn quá lạm dụng điều này thì các bạn có phải thực sự đang làm bài tập hay không. Mình nói là mình quá nhỏ bé để nói về những vấn đề vĩ mô như thế này, và hiện tại mình vẫn khẳng định các bạn một lần nữa rằng đây chính là đỉnh cao của cái việc là chúng ta có thể ghi chú đạt đến được một trình độ, một level hoàn toàn khác. Tuy nhiên, để những vấn đề này được chấp nhận lâu dài trong tương lai với cái sự xuất hiện của AI ở trên GoodNotes 6 thì có lẽ nó sẽ còn là một dấu hỏi rất lớn. Vậy các bạn nghĩ sao?